trưng biển hiệu là những nhà hàng hay quán ăn, nhưng trên thực tế, món chính không phải là các loại đặc sản của nhiều vùng miền hay đồ ăn thức uống. Đặc sản vấn vít khách hàng ở đây là gà móng đỏ, tiếng lóng để chỉ gái mại dâm. Giới đại gia ở Cẩm Phả Quảng Ninh gọi đó là nhà hàng hộp, bởi những nhà hàng này được bố trí từng phòng kín mít, bên trong là cả thế giới trụy lạc với những màn phục vụ từ A đến Z của các nữ tiếp viên. Thực khách vào đó như lạc vào mê cung. Điều đáng nói là đến Cẩm Phả không quá khó khăn để tìm những nhà hàng hộp như thế. Nằm dọc bờ vịnh Bái Tử Long thơ mộng, nhà hàng GH khu Bến Do, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh được xem là thiên đường ẩm thực. Thứ thu hút ở nhà hàng này không phải món ăn ngon, không phải đẹp mà là các em gái phục vụ ở thế hệ 8X, 9X. Các em biết chiều thượng đế bằng các món ăn nhanh như xào khô, tắm khô, các hoạt động kích dục bằng miệng, bằng tay. 11 giờ trưa, nhà hàng bắt đầu đông khách. Một nhóm đàn ông ăn mặc bảnh bao bước vào. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi tên Dê đon đả. Các anh dùng gì? Vẫn như hôm trước hả? Sau cái gật đầu tỏ ý hiểu đến ruột gan của nhau, bọn họ rảo bước lên tầng 2. Chào đón họ tại bậc thang của tầng lầu là dàn khoảng chục cô gà móng đỏ. Quần nào cũng váy cực ngắn, diện chiếc áo rộng cổ để dễ tiếp thị bộ ngực thuộc hàng quá khổ của mình. Lần lượt từng thượng khách được em út đưa vào các phòng lạnh kín mít. Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ riêng khu Bến Do, đoạn đường dài chừng 1 km có khoảng chục nhà hàng kinh doanh gà móng đỏ. Mỗi nhà hàng kiểu này có trên chục phòng lạnh. Vài chục nữ tiếp viên được phân làm theo ca với lương cơ bản mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng. Phần lớn các cô gà sống nhờ vào tiền bo, bởi thực khách đến nhà hàng hầu hết là những người có tiền, có địa vị. Họ vào đây với đủ các lý do. Đối với công chức là tiếp khách, xả stress, vừa ký được hợp đồng, nhậu xả xui, quan hệ với nơi cần nhờ vả. Còn đối với dân doanh nghiệp thì có vô vàn lý do để đến. Họ ít bị giới hạn về thời gian cũng như rủng rỉnh hơn về tiền bạc. Đặc điểm chung của những người đàn ông đến nhà hàng hộp là luôn có xấp tiền polymer dây cộp trong túi áo. Tò mò về các độc chiêu của gà móng đỏ, tôi gạ một người bạn cho tham gia bữa tiệc đặc biệt ấy. Chúng tôi vào quán, vừa đặt chân tới tầng trệt, bà chủ quán tên P ném cho tôi một cái nhìn sắc lẹm vì tưởng tôi là hàng xách tay của một vị nào đó. Một người trong nhóm ra hiệu với chủ quán. Hình như họ đã trao đổi từ trước. Bước lên lầu, rồi vào một căn phòng đã được sắp sẵn đồ ăn. 5 phút sau, bà chủ P điều 2 nữ phục vụ ăn mặc cực mát đến chăm sóc khách. Sao chỉ có 2? Thiếu gà hả? Thực khách gắt gỏng. Bà chủ P phân bua. Độ này nhiều khách quá nên em cũng uống cùng các anh. Sau vài ly khởi động, thấy không khí có vẻ trầm lặng, bà chủ P bật đèn xanh để các em nhá hàng, chứng tỏ nơi đây sẵn sàng chơi tới bến. Khởi động làm màn uống rượu đôi theo kiểu quay đê lấn biển của Cẩm Phả. Lần lượt, thực khách được uống rượu cặp với các em. Với kiểu uống này, mỗi thực khách được ôm một em, ngực chạm ngực, môi chạm môi, cùng uống một ly rượu. Tay còn lại của hai người lúc đầu thì đặt lên mông, sau đó thì lấn tới những chỗ nhạy cảm hơn. Hạ màn, các gà được ngồi lên lòng của thực khách. Cứ sau mỗi ly rượu nhắm vào món xào khô, lại là một tờ polymer trong túi thượng đế được rút ra. Cố gắng kéo váy lên cao hết cỡ, gà thường không mặc đồ lót, các gà dùng miệng mớm rượu thức ăn cho thực khách. Nhiều gà còn khuyến mãi, dùng miệng mân mê cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Đã có một vài cặp đưa nhau ra khỏi phòng. Lấy cớ đi vệ sinh, tôi đi ra ngoài để cho các đôi còn lại thoải mái hơn. Tất cả các phòng vệ sinh đều đóng cửa, bên trong đó còn phát ra những âm thanh rên rỉ. Thoáng thấy một căn phòng trống, cửa khép hờ, tôi bước vào, thấy có một chiếc ghế đơn. Tôi toan ngồi xuống thì thấy như chạm phải một đống gì đó mềm mềm. Nhìn kỹ lại tôi tá hỏa. Đó là một đống bao cao su. Chưa kịp định thần, lại có một đôi đẩy cửa bước vào. Tôi đành phải đi ra, giả vờ lên tầng 3 tìm nhà vệ sinh. Hóa ra tầng lầu này chỉ dành cho khách VIP đi đến ngã ba hàng của các gà. Có hàng chục căn phòng để cho khách hưởng lạc. Những tiếng thở hổn hển, những tiếng rên rỉ cùng với những mùi rượu, mùi thức ăn, mùi cơ thể người nồng nặc.
Tôi chạy vội xuống phòng ẩm thực của mình. Phòng trống trơn, chỉ còn vô số thức ăn vừa ngổn ngang trên bàn. Cách nhà hàng PL khoảng 200m, nhà hàng ZL có nổi bật hơn với nhiều món đặc sản độc đáo. Theo các thực khách sành ăn, hàng ở đây sạch hơn và cũng phóng khoáng hơn, đẳng cấp hơn. Nhà hàng này còn có riêng chục người đẹp chuyên phục vụ khách hạng sang, khách nước ngoài, nhiều nhất là khách Trung Quốc. Những cô gái nằm trong top phục vụ khách VIP nước ngoài vừa có ngoại hình chuẩn, vừa biết ngoại ngữ. Không chỉ phục vụ tại chỗ, nhà hàng biến tướng này còn điều gà đi phục vụ lưu động khi khách có nhu cầu. Nhà hàng nổi LVG Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh lại có kiểu bố trí lạ lùng. Tiếng là nhà hàng, nhưng hệ thống phòng được ông chủ tại đây phân thành hai loại: để nhậu và để hát. Phòng ốc chật hẹp, bài trí sơ sài, đồ ăn toàn những thứ rẻ tiền, nhưng các em út lại chịu chơi hết cỡ nên giá cao cắt cổ. Các gà chủ động ngồi vào lòng khách và luôn sử dụng chiêu thủ thỉ. Tụi em chiều anh từ A đến X. Khi anh bạn giả vờ đụng tay vào phần nhạy cảm thì gà ẻo lả: mấy anh uống ủng hộ bọn em một chai rồi đi, ở đây chơi không được, lát nữa qua khách sạn HL thì tha hồ. Được khuyến khích không mặc đồ lót, các gà móng đỏ tại nhà hàng nêu trên sẵn sàng dùng ngay vốn tự có để kích dục và mớm lời đưa khách về bãi đáp, hoặc giải quyết ngay tại chỗ với giá từ 100 đến 300 ngàn đồng. Nếu chỉ phục vụ từ A đến X thì tùy vào sự nhiệt tình của các gà mà thượng đế bo tùy ý. Theo Nguyễn Thị Y, một gà tại nhà hàng PL cho biết, hầu hết các gà móng đỏ làm việc tại đây đều tự nguyện. Nếu gà còn là tiểu thư, con nhà giàu có điều kiện, thậm chí là có chồng, có con hẳn hoi, nhưng vẫn cứ đi làm công việc này. Có những gà bị chồng đánh, bắt ở nhà, nhưng chỉ được vài ngày lại trốn đi làm vì nhớ nghề. Thu nhập mỗi ngày của gà rất khủng, từ vài trăm nghìn đến cả triệu bạc. Sự cám dỗ của đồng tiền là nguyên nhân hàng đầu để người ta quan ngại cho sự tăng trưởng phi mã của đại dịch HIV/AIDS ở Cẩm Phả và hàng vạn cán bộ công nhân làm việc tại đây. Đáng sợ hơn, có một thực tế là hầu hết các nhà hàng đặc sản tươi sống đều kèm với phần khuyến mãi thịt người. Và có trời mới biết 100% hay ít hơn con số này một chút. Những người đàn ông ẩm thực tại đây lại bỏ qua việc đi đến Z. Những chiếc vòi đen của các cơ sở kinh doanh nhà hàng tại Cẩm Phả ngày càng lan rộng dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, trác táng hơn. Còn ở miền trong, để vào thủy điện Đồng Nai 4 phải qua con đường đầy dốc, cây cối tùm. Cách vài cây số mới thấy một ngôi nhà của đồng bào dân tộc ở tít trên sườn núi. Thủy điện Đồng Nai 4 là công trình đang trong giai đoạn thi công với khoảng gần 1.000 công nhân nam làm việc và chỉ có vài ba cô gái làm ở phòng hành chính. Nơi đây có hai căng tin nhỏ chủ yếu bán cơm. Tuy nhiên theo Tuấn, một công nhân làm việc tại đây, nhìn khổ thế thôi nhưng cái gì cũng có. Vừa ăn cơm tối xong, Tuấn sốt sắng ra trước cổng công trường. Trong ánh đèn mập mờ từ công trường thủy điện hắt ra, có mấy cô gái ăn mặc hở hang lượn lờ. Trái với ở thành phố, những cô gái làm tiền ở núi rừng này không cần mời chào. Các cô chỉ cần lượn lờ trước cổng, rồi các chàng công nhân tự ra tìm. Sở dĩ gái bán hoa ở đây kêu như vậy cũng là vì cung không đủ cầu, Tuấn chia sẻ. Muốn có một em phải đi sớm xí chỗ, không thì người khác cuỗm tay trên mất. Đối với công nhân ở đây, xa nhà xa vợ, xa người yêu, tìm đến gà móng đỏ là nhu cầu bình thường. Vì vậy, khách hàng đều thuộc giá không cần mặc cả. Tàu nhanh 2 lít 200.000 đồng và không đi qua đêm. Chừng 5 phút trôi qua, hơn 5 cô gái đã có khách và lần lượt dắt nhau đi. Trong đêm tối, một thanh niên cất tiếng chửi đồng. Tiếp đó là cuộc cãi vã lớn vì gái. Nhiều hôm họ đánh nhau để tranh gà móng đỏ. Đứng cạnh gốc cây bên đường là một cô gái trẻ mặc váy ngắn, chiếc áo cổ khoét sâu ống nghẹo, hỏi người đàn ông đang tiến về phía mình: lính mới à? Sau đó cô gái kéo tay vị khách đi nhanh cho hết giờ để còn tìm mối khác. Gà móng đỏ cho biết tên Linh, 18 tuổi, ở Bình Định. Gia đình đông chị em nên vào Sài Gòn kiếm sống. Trước đây Linh làm nghề may, nhưng do bạn bè rủ rê nên chuyển sang nghề gội đầu ở một tiệm cắt tóc nam nữ. Dần dần cô trở thành gái lúc nào không hay. Khi đang làm ở quán cắt tóc thì Hùng, một đầu mối chăn dắt gà móng đỏ, đến rủ cô cùng bạn bè lên đây phục vụ công nhân vì có giá hơn thành phố. Cứ mỗi tối các cô được Hùng trở vào thủy điện để kiếm khách. Đến 12 giờ đêm họ lại được trở ra khách sạn để nghỉ ngơi. Mỗi đêm Linh thường đi nhanh với chừng 3 mối.
Các cặp đôi thường trưng dụng thiên nhiên để làm nơi hẹn hò chứ không cần phòng ốc quán xá. Dù mới 18 tuổi nhưng Linh đã có hơn 2 năm kinh nghiệm vào đời. Chính Linh cũng không biết được mình đã chiều chuộng biết bao nhiêu người đàn ông. Ở vùng này, Hùng được xem là tay dắt gái có số. Tú ông đó vốn là kỹ sư cầu đường, trước đây vẫn đi theo các công trình. Một lần về thành phố Hồ Chí Minh, người bạn rủ Tuấn đi chơi tới bến tại một quán karaoke tươi mát. Tàn cuộc, bạn Hùng phải chi hơn 1 triệu đồng. Hùng thấy mình làm việc vất vả mà chỉ kiếm được 5 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó các cô gái ở quán karaoke chỉ cần ăn mặc hở hang, bôi phấn sáp lên mặt là có thể thu tiền triệu trong vài giờ tiếp khách. Bỗng nhiên, Hùng chợt lóe lên ý định làm tú ông. Sau đó, Hùng bỏ việc và bắt đầu con đường chăn dắt gái mại dâm. Vay mượn người thân, bạn bè được 40 triệu đồng. Hùng bắt đầu đi tìm gà. Hùng cho hay các em đều không chịu đi công trường vì sống sung túc ở thành phố đã quen rồi. Sau hơn 1 tháng lần tìm ở các quán massage, cắt tóc nam nữ, cà phê tươi mát, Hùng mới tụ tập được gần 10 cô gái. Vốn là kỹ sư thường xuyên ăn dầm ở dê tại các công trường nên Hùng hiểu khá rõ. Đặc tính nơi đây, hầu hết các công trường đều ở vùng đồi núi, cách xa trung tâm. Các công nhân ở đây còn trẻ và đã có gia đình, nhưng xa vợ con vài tháng mới được về thăm một lần. Công nhân làm lương dù nhiều, nhưng cũng không biết tiêu gì và chơi gì. Trong khi đó, mỗi công trường tồn tại ít nhất khoảng 1 năm, dài có thể hàng chục năm. Vì thế đây là thị trường béo bở cho Hùng thỏa sức kiếm tiền. Hùng quyết định thử nghiệm đưa gái về các công trường để phục vụ anh em. Ban đầu, Hùng cùng các cô gái bắt xe đò vào các công trường quen thuộc, nơi anh từng làm. Sau hơn 1 tháng vất vả, Hùng đút túi hơn 50 triệu đồng. Nhận thấy công việc làm ăn ngày càng trơn tru khấm khá, Hùng lại về thành phố, chiêu dụ thêm nhiều người. Chỉ hơn 3 tháng sau, trong tay tú ông ấy có gần 20 gà. Tuy nhiên, một số đào đã quyết định trở lại thành phố vì không chịu được cảnh rừng thiêng nước độc, lo lắng việc làm ăn của mình sẽ thất bát vì gian khổ. Hùng quyết định tậu ô tô riêng để xế hàng vào công trường. Chiếc xe nhiều lúc còn là căn nhà di động cho Hùng và chiến hữu. Nếu ban đầu Hùng chỉ đi lanh quanh các công trường từng làm thì càng ngày diện tích hoạt động ngày càng mở rộng. Vào nghề hơn 2 năm đi khắp Nam Bắc, giờ đây Hùng biết khá rõ nơi nào có công trường đang hoạt động, nơi nào đã hoàn thành. Ngày nào công nhân ở đây nhận lương, Hùng cười. Công việc của anh em tôi ngày càng thịnh vượng. Hơn 12 giờ đêm, các cô gái trở về điểm hẹn với bộ dạng mệt mỏi rã rời. Ô tô của Hùng lăn bánh chở theo gà móng đỏ về nghỉ ngơi để lấy sức cho đêm làm việc kế tiếp. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.